Trên tay Nhật Kim Anh là một sản phẩm mà Nhật Kim Anh vô cùng thích bởi vì nó là một dạng body dưỡng ẩm trắng da ban ngày. Và chai body này còn có công dụng khác vô cùng hữu hiệu, đó là nó có thể make up để chúng ta mặc những bộ đồ bó sát hoặc những bộ đồ hở lưng khi đi dự tiệc, làm cho chị em mình tự tin tỏa sáng, không còn lo làn da nâu sậm của mình khi đứng trước đám đông nữa nhé.